Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2006. Hôm nay chúng ta học tiếp vào kinh 42 chương. Và chương này là chương thứ 27. Ở chương này chúng ta có một cái tên, đó là trôi vào biển Pháp. Có thể thêm chữ nữa, trôi vào biển Pháp tánh, cho nó rõ nghĩa. Mình giải thích cái từ này một chút. Cái từ này chúng ta có thể hiểu khác, đó là trôi vào cái biển Niết Bàn, là trôi vào cái biển giải thoát. Và ở nơi đây thì gọi là biển Pháp tánh, tức là biển Pháp thân của chính tự tâm ta. Trong cái phần chữ Hán thì nó có những cái từ rất là quan trọng, thành ra mình ghi lên đây để chút xíu mình chỉ cho các vị thấy cái giá trị của nguyên văn chữ Hán. Ở đây cái bản dịch họ dịch: người thực hành theo đạo như khúc gỗ trên mặt nước trôi theo dòng nước, nếu không bị người ta vớt, không bị quỷ thần ngăn trở, không bị nước xoáy làm dừng lại và không bị hư nát, ta bảo đảm rằng khúc cây ấy sẽ ra đến biển. Người học đạo nếu không bị tình dục mê hoặc, không bị tà kiến làm rối loạn, tinh tấn tu tập đạo giải thoát, ta bảo đảm người này sẽ đắc đạo. Cái xuất xứ bài kinh này thì nếu các vị đã từng đọc vào tương ưng bộ kinh thì các vị thấy có đoạn này. Hoặc là chúng ta đọc trong Đường Sư Mây Trắng cũng có cái đoạn của sư ông trích dẫn. Có một cái đại ý cho cái bài kinh này như thế này. Đại ý đó là người tu tập phải rất là thông minh, tinh tế mới vượt thoát các cạm bẫy trên con đường đi hay là trên con đường tu, hầu đạt đến biển cả giải thoát. Mình chia cái bài này ra là ba cái vấn đề chính để chia sẻ cho nó dễ. Thứ nhất là những cạm bẫy. Cái thứ hai là chúng ta nói đến cái tinh tấn vô vi. Thứ ba chúng ta sẽ bàn đó là trôi vào biển cả giải thoát. Ở đây nó có cái từ là tinh tấn vô vi. Từ này nó rất là quan trọng. Cái vấn đề đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị đó là những cái cạm bẫy trên con đường tu của chúng ta. Ở đây Đức Phật nói nè: phù vi đạo giả, du mộc tại thủy tầm lưu nhi hành. Tức là cái người tu tập hay là cái người hành đạo, vì đạo giả là người hành đạo, giống như một khúc cây ở trên nước vậy. Nó theo cái dòng chảy mà nó đi, tầm lưu như hành. Cái từ này nó có dụng ý rất là hay thế này. Mình cứ tưởng cái công phu tu hành nó là cái gì rất là cực nhọc, chứ không phải. Cái công phu tu hành mà gần với đạo nhất là một cái công phu nó rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng. Đó là cái cách mà cái chữ này nó biểu hiện cho chúng ta biết. Nó chiều theo cái dòng chảy mà nó lái cuộc đời mình đi. Cái đó là cái thông minh nhất của người dụng công. Bất xúc lưỡng ngạn, bất vị nhân thủ, tức là nó không có tấp vào bờ là một nè, nó không bị người ta lượm là hai nè, bất vị quỷ thần sở giá là nó không bị các vị quỷ thần ngăn che cản trở, nó cũng không bị nước xoáy làm cho nó dừng lại, và nó không có bị mục nát. Thế là Đức Thế Tôn nói bao nhiêu cái ví dụ ở đây? Thưa, năm cái ví dụ. Một là tấp vô bờ nè, hai là bị người lượm nè, thứ ba là bị quỷ thần che chắn, nó không thể trôi được,
Thứ tư là bị cái dòng nước nó xoáy tròn, nó làm cho khúc cây kia dừng lại. Và thứ năm nó là khúc cây đó nó bị chìm xuống dòng sông, nó không có thể trôi ra biển được. Đó là năm cái ví dụ. Và Đức Phật đem cái ví dụ đó ứng dụng trong cái pháp tu. Ta bảo đảm cái khúc cây ấy nhất định là trôi vào biển. Nếu không gặp năm cái tình trạng này thì chắc chắn là khúc cây kia nó sẽ đến, đi đến biển. Người học đạo, học đạo chí nhân là người học đạo. Nếu không bị tình dục mê hoặc, không bị các tà kiến làm nhiễu loạn, và tinh tấn vô vi, thì ta bảo đảm rằng người kia sẽ đắc đạo, tức là người kia sẽ trôi vào đến biển cả giải thoát. Có một điều nó không cân đối ở đây, nếu các vị lưu ý thì các vị thấy thế này. Ở trên thì Đức Thế Tôn nêu ra năm cái ví dụ, nhưng mà ở dưới thì chúng ta chỉ sẽ có áp dụng vào có ba thôi. Và điều này mình khai thác để các vị thấy. Chúng ta chia sẻ những cái cạm bẫy này, nó có nhiều phần như thế này. Cái phần đầu mình có thể liệt kê ra làm năm cái loại cạm bẫy. Thứ nhất, không tấp vào bờ là gì? Tức là mình chẳng dừng vào cái bến của nhân gian lại. Đức Phật ví dụ người xuất gia mà không sống trọn cuộc sống người xuất gia, quay trở lại thế gian, đam mê cuộc đời, đam mê những cái vật chất tầm thường, giống như người ta, giống như người ta khạc đàm ra ngoài tai cho người ta ăn lại, nó rất là gớm. Đó là cái ví dụ Đức Thế Tôn nói những người tu mà không có trôi luôn trong biển cả của sự tu tập, tấp vô bờ lại. Đó là tình trạng thứ nhất. Tình trạng thứ hai đó là bị năm dục bắt hồn. Cái tình trạng này rất là nhiều, tức là sắc tài danh lợi thực thùy. Những điều này mình có dịp chia sẻ mấy bài học trước. Và trong năm món dục này, đa phần người tu chúng ta hay rớt vào, tuổi trẻ thì rớt vào ái dục, tuổi già thì rớt vào lợi danh. Hai cái này nó rất là mạnh. Người nào vượt qua được hai cái khó khăn này thì tương đối là phước đức rất là dày mới có thể vượt được. Thông thường cái con đường thứ nhất, như con đường ái dục á, mà mình sống ở giữa lòng của tăng thân thì được bảo vệ, tương đối là giới pháp của Phật hộ trì rất là kỹ, cho nên ta có thể dễ dàng tu. Nhưng mà khi làm thầy lớn, có chút danh, tức là tu tập cỡ khoảng 4-50 là mặt mày sáng sủa có hào quang rồi, cái tự nhiên có danh, cái niềm kính trọng thương yêu Phật tử rất là lớn, cho nên bắt đầu mình đi lạc vào con đường đó, thì đó là một loại bị năm dục bắt hồn. Và con đường tu mình mà nếu dừng lại ở cái bến đó thì có nghĩa là mình đang bị người khác lượm. Bị người khác lượm tức là bị năm dục nó bắt hồn, không thể tiến đạo được. Mình dính vô bất cứ cái gì của năm dục này đều không có khả năng tiến đạo. Ví dụ như mình dính vô cái cạn nhất là cái ăn và ngủ thôi, thì nó cũng làm cho mình rất là tiêu hao rất là nhiều năng lượng của cuộc đời. Ở đời họ muốn có chút công danh sự nghiệp, có khi họ thức khuya dậy sớm rất là cực. Mà mình thử cộng sổ cho nó sòng phẳng, đời người 80 tuổi, mình ngủ hết 20 năm. Các vị thử tính rồi biết là mình ngủ hết 20 năm, 20 năm dài tiêu phí cho chuyện ngủ. Rồi bao nhiêu năm mình tiêu phí cho cái tuổi già đãng trí? Thứ 20 năm. Từ 60 tới 80 là tuổi già nó đến với hình hài này rồi. Sức khỏe nó xuống, tinh thần nó cũng bắt đầu nó mỏi mệt theo. Đức Thế Tôn ngày xưa ngộ đạo năm 35 tuổi. Tức là cái năng lực của con người rạc rào nhất là ở tuổi trung niên. Qua khỏi tuổi trung niên rồi sức khỏe ta bắt đầu xuống rất là cực. Cho nên
80 năm của đời người, 20 năm bỏ ra vì chuyện ngủ, 15 năm đi tôi cho ít nhất là 15 năm của tuổi già, bể rạc hình hài, khó tu, làm mất bao nhiêu năm rồi? 35 năm. Còn 15 năm của tuổi trẻ thì lo ăn để cho cơ thể này nó phát triển. Chứ lúc đó thì cái lý tưởng mình nó cũng chưa đủ mạnh để tu nữa, làm mất 50 năm rồi hả? Rồi cái giai đoạn của tuổi trung niên, nếu không khéo, nếu không có cái môi trường tốt, không có giáo pháp để thực tập, mình lao xa trong đạo, thì mình phải đối phó với cái mời gọi của năm dục này rất là lớn, nó cũng mất rất là nhiều thời giờ. Thế thì các vị cộng lại thì giờ tu của mình còn lại bao nhiêu? Thứ ít quá, không đáng gì cả. Nếu mình không khéo dụng công, mình để cho ngày tháng trôi qua, những cái thì giờ vui chơi rất là phù du, nó lôi cuộc đời mình, thì mình không còn chút thì giờ nào để tu hết. Đối phó với tất cả những cái chuyện bạn bè, thân hữu, vui chơi, đó là mình chưa nói đến những thì giờ sử dụng chính đáng như thì giờ học hành. Như vậy thì các vị thấy cái cản nhất của ngũ dục là ăn và ngủ thôi, nó đã làm cho một đời mình không còn bao nhiêu thời giờ để tu cả. Do vậy có khi nhận ra được đạo, nhưng mà mình cứ lay quay đi trong tử sinh hoài, hết kiếp này rồi kiếp khác, và chưa chắc kiếp sau mình gặp được đạo để tu. Đó là cái tội tình cho con người. Cho nên năm dục bắt hồn này, thưa đại chúng, coi nó rất là thô, mặt rất là cạn, chưa phải là tinh tế lắm. Nhưng mà các vị thấy là để lái cuộc đời mình vượt thoát năm dục, không có bị người ta lượm, không phải dễ đâu. Giờ chúng ta sẽ đi vào những cái chiều sâu của nó để các vị thấy. Cái thứ ba là chẳng bị quỷ thần ngăn che, tức là chẳng bị cái năng lực, những cái thế lực mạnh của những cái học thuyết, của những cái tôn giáo, nó mời gọi làm cho mình lạc lõng vào cái thế giới của chủ thuyết là một, của những tôn giáo thần quyền là hai. Thưa rất là khó. Đơn giản một điều giống như ở trong đạo Phật thôi, mà mình tu theo chánh pháp có khi nó không có hấp dẫn bằng tu theo tà ma ngoại đạo. Cái chân lý nó rõ ràng sáng tỏ, và nó không có cần ta phải sơn phết màu mè gì để dụ khí để mời gọi ai cả. Do vậy cái sức hấp dẫn nó rất là ít. Ví dụ như có một thầy nào đó nói tới đây tôi dạy cho các vị chừng một tuần, cái các vị ngộ đạo tôi truyền tâm ấn là mình mê liền. Hoặc là không cần tới đây, các vị ở nhà thôi, các vị chỉ cần nói tên thôi là tôi phát sóng qua radio, các vị ở nhà nhận được cái điển lành các vị ngộ đạo là mình mê liền. Còn đến đây biểu anh hãy làm thế nào là từng bước chân đi anh an trú được, anh kéo tâm anh về lại với thân, thở hơi thở vào hơi thở ra anh đều có sự nhận biết. Cái chuyện nó thường quá, nó không có cái màu mè gì nó làm thu hút người ta cả. Cho nên cái chân lý nó nhạt như nước, nhưng mà nó có năng lực kỳ diệu là nó làm sống con người ta. Nó là cái nguồn duy nhất để giữ gìn thọ mạng. Còn những cái màu mè sặc sỡ, ngọt ngào giống như Coca-Cola thì thưa đại chúng, ta không thể uống hoài được. Nó càng ngọt, càng màu mè bao nhiêu, nó không phải là cái thứ có thể duy trì được sinh mạng. Chân lý cũng vậy. Chân lý của Phật, nó không phải là cái gì bí ẩn thần kỳ, và người ta không cần làm gì để mời gọi mình cả. Mình làm thế nào mình nâng đời sống tâm thức mình lên, mình gặp chân lý. Chứ chân lý không bao giờ hạ xuống để cho chúng ta nắm. Và do vậy có hai điều rất là khó để chúng ta tu. Điều thứ nhất là cái gì thật nó không có sức mời gọi lắm. Đó là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai thì nó đòi hỏi chúng ta phải tự đến giếng, cho giếng nó không đến với ta. Tự mình phải thanh lọc tâm thức của mình. Và đến một cái trình độ nào đó tự nhiên mình thể nhận được đạo, chứ không hề có những cái phương pháp ai làm giùm ta cả.
cái đặc biệt là nó như vậy. Trong khi cái nhu cầu tâm thức con người thì thích cái gì nó màu mè, nó sặc sỡ. Đó là cái yếu tố thứ nhất, nó làm cho mình rất là khó đi vào đạo. Yếu tố thứ hai là tâm thức mình vốn thích ỷ lại. Ai làm giùm mình thì mình rất là thích, mà tự thân mình làm mình không thích. Tôn giáo nào mà quảng cáo anh chỉ cần bỏ tiền ra cho tôi 5 đồng, 10 đồng thì tất cả tội lỗi của anh tôi gột sạch, thế thì mình mê vô cùng, rất là dễ làm. Anh cứ làm tội đi. Anh tới tôi rồi anh chỉ cần phô bày những điều tội lỗi của anh là tự nhiên tôi sẽ gột rửa giùm. Mình rất là thích. Nhưng mà bắt mình tự làm, tâm thức ô uế của mình tự thanh lọc thì mình không ưa điều đó. Cho nên có hai điều nó trở ngại. Và do vậy, yếu tố thứ ba là không bị quỷ thần ngăn che này, ta đừng tưởng thường. Thưa đại chúng, có khi mình lạc lõng trong cuộc đời, mình không có cái duyên mai để mở được con mắt tuệ. Mình bị rất là nhiều cái trường phái tâm linh, họ gạt mình. Đó là con đường mà chúng ta khó đi vô cùng. Và nếu mình sống được ở trong đạo Phật, mình đến giáo lý đạo Phật mình tu, thì có khi mình cũng bị quỷ thần ngăn che. Tức là trên con đường tu á, mình không có may mắn gặp được chánh pháp, cho nên mình cứ nghĩ là phải có cái gì thần kỳ, có thần thông, thành đạt được cái gì đó thì mới xứng đáng với cái công sức mình bỏ ra tu. Trong khi đó cái nguyên tắc của đạo Phật là càng tu anh càng trở thành con người bình dị, đơn giản chứ không có thần thông. Nguyên tắc là vậy. Ví dụ như đêm hôm chúng ta đã từng viết một bài về ngài Ngưu Đầu Pháp Dung ở trong Ngũ Đăng Hậu Nguyên thì không có nói kỹ, nhưng mà trong sử á, thì ngài Pháp Dung trước khi gặp Tứ Tổ thì từ xa Tứ Tổ nhìn thấy cái đỉnh núi Ngưu Đầu mây lằn năm sắc nó phủ lên trên vậy. Và đến chừng ngài đến á, thì ngài thấy là ngài Pháp Dung có nhiều thị giả hầu mà toàn là cọp sói không à. Và sau khi gặp Tứ Tổ rồi, Tứ Tổ khai thị cho vài câu. Tứ Tổ nói: hà sa diệu dụng đều có mặt nơi tâm, và trăm ngàn pháp môn cũng từ nơi tâm. Anh hãy quay về tâm anh nhận diện được cái tự thể tâm thanh tịnh của chính anh sống, thì tất yếu là anh không cần phải quán tâm, không cần tỏ thiền. Và khi nhận ra được điều của tổ chỉ dạy thì tức khắc là mây lành trên đỉnh núi tan biến không còn nữa. Và lúc bấy giờ thì chim không có ngậm hoa đến cúng dường, xài lan hổ báo nó cũng đi hết, nó không còn làm thị giả không nữa. Tức là khi nhận ra được đạo để tu và nắm được cái pháp môn quan trọng để thả cuộc đời mình trôi vào dòng chảy, nó đi vào biển pháp giải thoát á, thì lúc bấy giờ những cái hiện tượng kỳ dị nó không còn nữa, nó tan biến hết. Cho nên mình quay trở lại, thưa đại chúng, là dù mình đang tu trong chánh pháp của Phật, nhưng mà có khi mình làm là những cái điều kiện thần thông kỳ dị, nó là những cái thành đạt, chứ thực tế thì không phải. Mình cứ nghĩ là khi mà tu có năng lực rồi thì hình hài mình nó sẽ khác đi, tướng hảo nó mập mạp hơn hay là nói gì đó, chứ không phải như vậy. Chúng ta đừng hiểu lầm là tướng hảo quang minh mập mạp màu mỡ đó là cái sự phát triển của đời sống tâm linh, không phải, nó không dính gì nhau cả. Có khi mình đồn với nhau là nói ông đó ông tu cũng phát tướng ghê, nói nó là tật. Phát tướng của người tu là càng già càng ốm mà phát tướng, chứ không phải phát tướng người tu là càng già càng mập. Cái điều này thưa các vị, mình chia sẻ để cho các vị thấy từ cái cạn cho tới cái sâu. Ví dụ như hình hài của mình mà nó bắt đầu nó mập ra là cái hiện tượng suy yếu ngũ tạng, chứ không phải là cái điều tốt lành của sức khỏe đâu. Tại sao? Tại vì cái năng lượng của cơ thể mình, cái sức đốt nó yếu đi, cho nên cái lượng nước nó bắt đầu nó giữ lại, cơ thể nó mập ra. Đó là cái mức độ cạn nhất trên cái con đường tu hành, nó bị quỷ thần ngăn che là như vậy. Có những cái ngăn che sâu bằng con đường của thực tập, có được thần thông, có được cái khả năng mà thấy quá khứ vị lai của người kia, cái dạng đó cũng bị quỷ thần ngăn che.
Và cái giảng gần thì chúng ta cứ nghĩ là những cái phát triển về những cái điều bên ngoài, như được người cung kính, được có tiếng tăm, được thiên hạ quý trọng, vân vân. Mà chúng ta lạc vào cái hướng đó là cũng bị quỷ thần lượm bỏ túi nữa. Cái khúc cây kia nó không thể trôi thẳng ra biển được. Nên nhớ như vậy, người tu thông minh đó là làm thế nào loại trừ hết tất cả những cái ngăn che trên con đường mình trôi ra biển, người đó mới thông minh. Còn bằng dừng lại thì tức khắc là mình không thể thả cuộc đời mình vào biển giải thoát được. Thứ tư, bất vị hồi lưu sở trụ, tức là không bị cái dòng nước giải mà nó xoáy tròn, nó giữ cái khúc cây lại. Là gì ạ? Ví dụ như mình nhận ra được đạo, mình thực tập rất là giỏi, nhưng mà trên con đường thả trôi vào biển pháp tánh, thưa đại chúng, là cái điều quan trọng là mình phải biết gột sạch tất cả những cái thành tựu, những cái sở đắc trên con đường tu. Ví dụ như có một chút tội giác phát triển và mình nghĩ rằng chỗ này được rồi đó, thành công rồi đó, có thể giảng được 5-3 bộ kinh, thiên hạ họ nghe, họ xích xo, họ chắc lưỡi, chỗ này là ngon rồi, dừng lại đây. Thế thì đang bị cái dòng nước xoáy, nó làm cho mình dừng lại. Đó là cái tinh tế. Huống nữa là những cái rất là bọt bèo trong cuộc sống đời thường mà ta dừng lại, tức là cuộc đời mình không thể nào trôi ra tới biển cả giải thoát được. Trong cái bài phát nguyện của Phật giáo truyền thống khi sám hối đó, con nay phát tâm không cầu phước báo nhân thiên, không cầu quả vị thinh văn duyên giác, không cầu quả vị Bồ Tát, chỉ cầu duy nhất một điều là thành được quả vô thượng chánh giác mà thôi. Tức là khi mình chưa trôi vào đến biển cả giải thoát, chưa thể nhập vào pháp tánh thân, tức là thể nhập vào tâm Phật của chính mình, thì con đường vẫn còn phải đi nữa, không có quyền dừng lại. Những cái thành đạt nhỏ nhoi trên đường tu đừng bao giờ dừng lại. Nếu mình dừng lại gặt hái chút đỉnh cái thành đạt của con đường tu, đó là mình bị nước xoáy nó làm dừng lại. Cái cuối cùng, thứ năm, là không có bị hủ bại, tức là không có bị mục rửa. Là gì? Thưa đại chúng, là nó có hai cái mục rửa. Cái mục rửa của hình hài là một, rất là cạn bên ngoài. Cái mục rửa của ý chí tu hành bên trong là hai. Hai cái này, nếu mà có một cái nó khởi lên, tức khắc là mình không thể trôi ra biển được. Ví dụ như con đường đi còn rất là xa mới tới biển, nhưng mà hình hài này nó không cho phép mình trôi nữa. Tức là ngang đời này mình chưa giải quyết xong chuyện tử sinh, nó khó là như vậy. Rồi có khi hình hài của anh năng lực nó còn đủ, nhưng mà tâm thức của anh nó đã dừng lại, cái năng lực tu, cái chí nguyện tu nó không còn nữa. Bắt đầu đời sống có sự hưởng thụ cái thành quả, cái công phu tu hành, đó là cái cách mà mình làm cho bên trong của mình bị hủ mục, bị mục. Cho nên để trôi vào được cái biển cả giải thoát, thưa các vị, ta vượt qua 5 tầng thế này. Đó là 5 loại cạm bẫy mà các vị lưu ý. Cái thứ hai là mình chia sẻ những cái cạm bẫy từ thô tới tinh tế. Mình phải nhận diện được những cái cạm bẫy. Có những cái rất là dễ nhìn, nhưng mà có những cái rất là khó. Cái gì là dễ nhìn?
Ví dụ như cái cạm bẫy trên con đường tu, mình nói mức độ cạn là môi trường đời sống tu hành của mình. Đời sống tu hành mà mình ở trong một cái môi trường nghịch, đó là một loại cạm bẫy, nhưng mà cạm bẫy thuận. Cái khuynh hướng của mình là tâm thức, cái ý chí mình mà nó gặp hoàn cảnh nghịch, tuy nó có cái sự khó khăn cho cái công phu tu tập và sự thực tập của mình, nhưng mà đồng thời nó làm cho cái ý chí mình rất là mạnh, cái sự phấn đấu của mình nó vươn lên. Đó là cạm bẫy nó làm trở ngại đường tu, nhưng mà nhìn đó, thì nó thô chứ chưa phải tinh tế. Cái cạm bẫy tinh tế là cạm bẫy thuận. Ví dụ như trên đường tu, cái điều kiện sống của mình rất là thuận lợi, cái môi trường rất là tốt lành, không có bận biểu chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện vân vân. Chung quanh ta có bạn bè, có thầy, có pháp môn, thì hãy coi chừng thưa, cái cạm bẫy đó rất là tinh tế, nó làm cho chúng ta dễ ngủ quên trong cái điều kiện tốt lành mà không có phấn chấn, không có vươn vai đứng lên. Thường thường cái hoàn cảnh càng khó khăn thì nó càng rèn chí người ta. Giống như đất mà khô cằn sỏi đá, cây nó tồn tại, nó sống được thì cây đó thịt nó rất là chắc. Cái vùng đất nào mà nó màu mỡ, nước non đầy đủ, khí hậu tốt lành thì cây nó lớn rất là nhanh mà thịt nó rất là bở, không dùng được. Thì người tu ta ở trong cái trường hợp như vậy. Cho nên từ thô tới tinh tế, thưa thô, đó là những cái ngăn trở nghịch, nhưng mà nó làm cho mình vững chí để tiến. Cái cạm bẫy rất là tinh tế, đó là những cái điều kiện rất là thuận của người tu. Ta hãy coi chừng và cẩn trọng. Mình là một người rất là bình thường giữa đại chúng, không ai biết đến tên tuổi mình cả. Có khi mình tuổi thân, mình nghĩ tu mấy chục năm mà không ai thương yêu kính trọng. Nhưng mà đó là một cái điều rất là thuận lợi để tiến đạo. Các vị mà lỡ làm thầy giỏi, được nhiều người biết và nhiều người quý trọng, thì coi chừng đó là một cái loại cạm bẫy rất là tinh tế và khó vượt qua lắm. Mình dễ dàng vướng vào những cái tình trạng có danh là một, kèm theo danh nó có lợi đến là hai, và cái bản ngã mình nó được tôn vinh, nó lớn lên hồi nào không hay. Đó là cái rất là tinh tế mà một loại cạm bẫy khó vượt vô cùng. Cái thứ hai là cái cạm bẫy thô và cạm bẫy tế. Ở cái diện thứ hai là cạm bẫy của vật chất và tinh thần. Ở trên là chúng ta có nghịch và thuận. Thưa đại chúng, là cái cạm bẫy vật chất nó mời gọi, ta vượt qua nó tương đối dễ. Nhưng mà cái cạm bẫy của tình cảm là một, của tinh thần là hai. Nó ru ngủ mình, có khi mình chết chìm, mình không có vượt qua được. Và có một cái cạm bẫy nữa, nó cũng làm cho chúng ta lưu ý, là cái cạm bẫy của con đường trần thế và con đường tu. Con đường trần thế là con đường gì? Ở đây mình không có khai thác cái phương diện thế gian, mình nói cái con đường trần thế trong đạo thôi. Cái con đường tu mình nhìn cho kỹ, nó có hai con đường mời gọi mình đi. Con đường trần thế tức là cái con đường để phát triển tổ chức là một, phát triển tự viện là hai, phát triển cái thế lực của mình là ba. Ta gọi con đường tu mà đi vào những nẻo đó là con đường trần thế. Mình có thể khoác cho nó chiếc áo là hoằng pháp lợi sinh, là chiếc áo của con đường làm cho đạo Phật phát triển, cứu giúp người vân vân. Nhưng mà tất cả những điều đó mình hãy coi chừng. Có khi đó là cái lớp áo bên ngoài, nhưng mà bên trong cái tâm thức của mình đang bị cái cạm bẫy này nó lừa gạt, mình mắc vào những điều đó. Nó tinh tế là như vậy. Đó là ta nói đến con đường trần thế. Và cái cạm bẫy trên con đường tu, thưa các vị, nó tinh tế hơn cái con đường hướng ngoại này. Đây là con đường hướng nội bên trong. Mình nhìn kỹ, nếu tâm hành của mình á, mà nó khởi một cái vướng mắc về lợi, về danh,
về danh thơm tiếng tốt, vân vân. Đó là cũng là cái cạm bẫy trên con đường tiến đạo nữa. Và cái điều này nó tinh tế vô cùng, mình phải có cái con mắt quán chiếu và nhận diện về chính mình, chứ cái này nó không phải là cái điều bên ngoài ai nhìn được cả. Tự anh phải nhìn cho rõ vấn đề này mới có thể tiến đạo được. Và cái cuối cùng mình muốn chia sẻ đó là cái cạm bẫy trên con đường, trên cái tiến trình dụng công. Thưa, có những người họ rời chúng, họ sống độc cư thiền định để công phu trong một cái thất. Và khi cái lực dụng của công phu nó rất là mạnh, thì nó có nhiều cái cạm bẫy nó hiện ra trên các con đường tu lắm. Ví dụ như trong thiền thoại có ghi chuyện của Ngài Vô Quả. Ngài ở một cái thất đá, Ngài tu. Có gia đình thí chủ kia rất là quý trọng, thấy ông tối ngày cứ thiền tọa công phu, cho nên họ cúng dường bao nhiêu năm đó. Một hôm ông nghĩ là cái tình trạng thọ nhận cúng dường này hoài có khi không đi tới đâu, cho nên ông giả từ gia chủ, ông đi tới một nơi khác. Trước khi đi thì gia chủ nói: bạch thầy, con không có được cái phúc duyên để có thể cúng dường và học hỏi với thầy nhiều, cho nên xin thầy từ bi nán lại cho con hai hôm. Con mai cho thầy một cái y bá nạp, tức là cái y 100 điều cúng dường cho thầy, để thầy đi có cái chiếc y mới phòng khi trời trở lạnh. Ông nói điều này thì cũng hợp lý, thôi dừng lại hai bữa. Và gia chủ họ mới mang cái y bá nạp lên, và trong cái y họ gói 4 nén bạc. Bạc họ làm cái hình móng ngựa vậy, đem cúng dường cho ông. Thì ông từ chối, ông nói y thì ta nhận, nhưng mà bạc này ta nghĩ ta không cần, thôi đem về. Thì cái vị thí chủ kia rất là sùng mộ ngài, cho nên năn nỉ: thưa thầy, con nghĩ là chắc sẽ có lúc thầy cần, có khi thầy cần làm Phật sự gì đó. Thầy không xài cho chính văn thân, nhưng mà thầy sẽ xài nó trong những cái Phật sự cần thiết, cho nên xin thầy cứ bỏ theo, không có gì trở ngại lắm. Ông nói: ồ, thôi cũng được, thôi bỏ theo. Và đêm đó ông đang tọa thiền thì thấy một cái hoa sen rất là lớn từ trên không hạ xuống, và một vị đồng tử đánh khánh thỉnh, nói: dạ thưa thầy, hôm nay tụi con đến thỉnh ngài vãng sanh về Tây Phương. Tức là cái công phu tu hành của thầy rất là lớn, cho nên chúng tôi xin thừa lệnh của Đức Di Đà tới thỉnh ngài bước lên hoa sen để đi về cảnh giới an lạc. Ông nói: ta lâu nay thiền tọa, ta nào hề niệm Phật cầu vãng sanh, có gì lại có cái hoa sen đưa đến đây? Không đi. Và người ta mời 5-3 lần, cái cuối cùng ông mới lấy cái khánh bạc của ông cắm lên cái hoa sen, rồi ông tọa thiền tiếp. Thì khi ông cắm cái khánh lên đó thì cái hoa sen và đồng tử biến mất. Thì sáng hôm sau, áo y vô tay nải sửa soạn lên đường, thì cái gia đình và thí chủ kia bương bả dưới phố chạy lên, nó: dạ thưa thầy, đêm hôm nhà con ngựa nó sinh con mà nó sảy thai, con ngựa nó chết. Những người làm không mới mổ bụng ngựa thì thấy ở trong bụng ngựa có cái khánh này. Con rất là ngạc nhiên, không biết tại sao cái khánh của thầy sử dụng thường ngày mà nó rớt trong bụng con ngựa con, cho nên con đem đây, con nghĩ đem trả lại cho thầy. Cái ông nhìn thấy cái khánh bạc là lỏng toát mồ hôi hết. Ông nói là mai phước là lão tăng định lực sâu bằng không, vì đã rớt vô làm con ngựa con của gia đình bà rồi. Và thế là ông đem bạc ông trả thí chủ, nói: dạ thôi, tôi xin trả cho các vị, tôi ra đi một mình cho thông dong. Đó là cái câu chuyện trong thiền thoại, tôi không biết họ dịch từ đâu, nhưng mà tôi kể câu chuyện đó để cho các vị lưu ý một điều. Thưa đại chúng, là trong cái tiến trình dụng công tu mà ráo riết, nó có những cái cạm bẫy nó lừa gạt mình rất là ghê gớm. Mình đừng tưởng là con đường tu, con đường trâu và biển cả giải thoát nó giản dị. Thưa, từ cái mức độ cạn, mức độ thô, cho tới cái mức độ tinh tế này, thưa các vị,
Nó đòi hỏi mình phải rất là thông minh, rất là tinh tế. Bằng không thì trên con đường tu mình không thể trôi vào biển cả giải thoát được. Mình lạc vào bờ, bị nghiệp phá lượng, bị quỷ thần ngăn che, rồi bị nước xoáy nó dừng lại ở giữa dòng. Hoặc là hủ mục rã hình hài chìm xuống dòng sông thôi. Khó là như vậy. Trăm kiếp nghìn đời mới thả được cuộc đời mình trâu vào biển pháp. Đó là vấn đề thứ nhất tôi chia sẻ với các vị, để các vị thấy những cái cạm bẫy mà ta vượt qua rất là khó. Cái thứ hai mình muốn chia sẻ đó là tinh tấn mà vô vi. Tại sao phải tinh tấn mà vô vi? Cái ý thứ nhất mình lưu ý là tinh tấn nó dễ nuôi lớn bản ngã. Ví dụ như thế này, ví dụ trong đại chúng bình thường thế này, mà mình phát tâm mình tu tinh tấn hơn đại chúng, mình thấy sao chúng thả trôi bền bồng thì giờ không có dụng công tu, còn mình thì có chút thì giờ nào rảnh rỗi là mình cắm đầu mình lo mình thiền hành, mình lo mình tỏ thiền. Cái điều đó thì không ai phản đối, nhưng mà nó lại phát sinh một điều bên cạnh khó tránh lắm. Đó là tự nhiên thấy mình tu hành rất là ngon, còn bao nhiêu người đang thả trôi. Nó tinh tế như vậy. Cho nên cái điều gần gũi nhất ta dễ bắt gặp là thường là người tinh tấn. Điều thứ nhất, không khéo thì dễ sinh bực bội, sống không có hài hòa với cộng đồng trong chúng. Tại vì anh thấy anh là người tinh tấn và mọi người là người giải đãi, cho nên cái bản ngã anh phát sinh. Cái điều đó là tất yếu thôi. Cho nên cái yếu tố quan trọng ta tu là tinh tấn, nhưng mà đừng thấy mình tinh tấn mới quan trọng. Cái khó trong cuộc sống tu hành là như vậy. Người thông minh mà thể hiện cái sự thông minh của mình cho bao người biết rất là dễ. Người thông minh mà không ai biết họ là thông minh mới khó. Tại vì họ khéo giấu quá. Và người đó, thưa đại chúng, là họ sống bất cứ nơi nào, họ sống rất là hài hòa. Họ có cái đặc biệt của họ. Họ sống trộn lẫn trong cộng đồng, trang hòa với mọi người, phàm tục như mọi người, nhưng họ là thánh, không ai biết. Người đó mới khó. Và từ cái điều đó mình quy chiếu trở lại, thưa các vị, tinh tấn phải vô vi là như vậy. Tại vì cái bản chất của sự tinh tấn nó làm cho bản ngã con người ta dễ phát triển vô cùng. Ví dụ như ở đời, các vị thử nhìn những con người thành công thôi. Thành công lĩnh vực gì cũng vậy cả. Thành công lợi, thành công có được danh, có được tài sản vật chất hơn bao người, thì những người đó họ có cái bản ngã lớn hơn thiên hạ. Người nào thông minh trong cuộc đời họ đều có cái kiêu ngạo ít nhiều. Điều này rất là rõ. Cho nên cái điều đầu tiên ta lưu ý là tinh tấn nó đi kèm với bản ngã phát sinh. Mình làm thế nào tinh tấn mà không có bản ngã? Tinh tấn mà vô vi có nghĩa là tinh tấn mà không có nghĩ rằng mình là người tinh tấn, thì người đó thành công. Cái thứ hai trong cái yếu tố tinh tấn nuôi bản ngã này là thế này. Khi anh có một cái sự cố gắng bất cứ lĩnh vực gì, là tự bên trong ý thức của mình nó muốn xác định cái sự khác biệt của mình đối với người khác. Cái điều này rất là dễ cảm nhận. Mình muốn vượt hơn ai đó hay muốn thành công cái điều gì đó là cái điều nó chứng minh là mình phải khác biệt, mình phải nổi bật, mình phải đặc biệt. Và từ cái điều này nó phát sinh ra vô vàn cái điều khó khăn cho chính tự thân ta. Và mình thử nhìn lại biết bao nhiêu cái nỗi khổ nó phát sinh từ cái ý thức muốn mình khác biệt hơn mọi người, muốn mình nổi bật hơn mọi người, muốn mình là anh hùng trong cuộc đời, vân vân. Cái ý thức cá nhân này nó làm hại người ta vô vàn. Cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ để chúng lưu ý là bên sau của cái ý niệm về sự tinh tấn, sự cố gắng là cái bản ngã rất là lớn nằm phía sau. Cho nên ta hãy lưu ý về cái này. Mình phấn đấu, mình tu tập, mình rất là giỏi, nhưng mà vô ngã mới là quan trọng. Đó là ý thứ nhất. Cái thứ hai là mình nói đến tinh tấn mà không tinh tấn, tức là cái ý chính của tinh tấn mà vô vi.
Ví dụ có một đêm nào đó mình mất ngủ, mình cố gắng mời giấc ngủ tới, giấc ngủ nó không bao giờ tới. Càng muốn ngủ thì mình lại càng thức. Cái nguyên tắc rất là kỳ như vậy. Đó là mức độ cạn. Trái lại mình buông trôi, mình không cần phải cố gắng làm cho mình ngủ hay gì cả, mình cứ thả lỏng thôi, thế thì giấc ngủ nó tự đến. Khi nào các vị mất ngủ, các vị cảm nghiệm được điều này rất là dễ. Thì cái sự tinh tấn mà không tinh tấn nó cũng giống vậy, mình cứ thả trôi. Và cái quan trọng đó là mình làm thế nào đừng để cho cái khúc cây kia nó tấp vào bờ, đừng bị người vớt, đừng bị nước xói dừng lại, đừng hủ mục, thì tự động cái khúc cây kia trôi vào biển. Cuộc đời tu của mình, cái quan trọng đó là cái sự nỗ lực của mình mà nó làm cân bằng được thân và tâm. Có những cái nỗ lực nó không cân bằng, nó làm cho năng lượng cơ thể mình rất là chìm. Cái đó nó rất là sái với tự nhiên. Cái sự nỗ lực làm thế nào mà nó không có mất năng lượng của cơ thể, nó không có tạo cái sự phản ứng từ bên trong của tâm thức, thì cái cách đó mình mới thành công được. Có một câu chuyện ví dụ là có một vị thầy đưa một trái bầu đầy nước cho anh đệ tử, đưa anh một chén muối, nói con làm thế nào con đổ muối này vào trong bầu, con quậy tan nha thầy. Anh đổ muối vào trong cái trái bầu, anh không biết làm sao cho tan được hết. Rồi cuối cùng anh tới nhờ thầy, nói xin thầy giúp giùm con. Ông thầy cũng nói chỉ cần một điều đơn giản là con đổ bớt nước ra cho cái trái bầu nó lưng nước một chút, rồi đổ muối vào, con quậy cũng được, con lắc nó cũng được. Còn nếu nước nó đầy, đổ muối vô đầy, nhét nước lại thì đâu có cách gì cho muối tan. Thưa đại chúng cũng giống như vậy, mình tinh tấn đó là điều tất yếu trong vấn đề tu. Nhưng cái sự tinh tấn của mình nó cân bằng, nó không có quá gấp gáp, không có quá vội vàng, không có quá căng thẳng, thì cách đó mình mới thành công được. Ví dụ như ngày mai mình chuẩn bị làm bài kiểm tra cho cuộc thi cử, mà hôm nay mình cấm đầu mình học tới 4 giờ sáng, thế thì chắc chắn là mình thi rớt. Mình cứ học bữa trước, nhưng mà đến gần cái ngày thi thì yêu cầu anh là anh phải buông lỏng hết, anh không có còn căng thẳng tâm thức nữa, anh hãy thả lỏng thân tâm anh ngủ giấc ngủ thật ngon. Thì quả mai sáng hôm sau đủ tỉnh táo để làm bài và thi mới đậu. Còn nếu anh căng thẳng học tới 4 giờ sáng, sợ ôm cặp đi thi thì chắc chắn là thi rớt thôi. Thì cái tình trạng tinh tấn của chúng ta cũng như vậy. Đó là cái ý của tinh tấn mà không tinh tấn. Tinh tấn như không có tu gì cả, ấy mới giỏi. Và cái câu quan trọng mình lưu ý các vị là ta tu rất là miên mật nhưng mà rất là thảnh thơi. Ví dụ như bữa nay mình học là không thảnh thơi rồi đó. Trăng ở ngoài rất là đẹp, mà vô ngồi trong lớp học là không có tu có hành thảnh thơi. Xưa có một đêm đó, thi hào Tagore của Ấn, ông đó ông có được giải Nobel á. Ông thả thuyền trên sông Hằng để ông tìm thi hứng để viết một cái bài thơ về cái đẹp. Ngồi cắn viết, thuyền nó trôi cái dặm dài mà làm không xong bài thơ. Cái bất chợt gió ở ngoài sông Hằng nó thổi lồng vô, nó tắt cái đèn. Cái ông nhìn ra khung cửa, ồ, trăng rất là đẹp. Cái đẹp mênh mông ở trên trời, cái đẹp mênh mông ngoài sông, cái đẹp mênh mông hai bên bờ sông Hằng. Không cần bóp đầu nặng tráng gì hết mà tự nhiên thưởng lãm cái đẹp. Và thi hứng nó tự nhiên trào ra. Còn lúc mà ông chưa nhìn ra thì ông cố tình tìm chữ nghĩa trong đây mà cái đẹp nó vẫn không đến. Thì cái tình trạng thưa đại chúng ta miên mật nhưng mà thảnh thơi nó cũng giống như vậy. Làm thế nào rất là thông thả. Trong sự tu chúng ta đừng gấp gáp nhưng mà cũng đừng thả lỏng. Và cái điều này không ai dạy ai được cả. Cái sự thông minh và tinh tế của từng người, cái cách dụng công của ta thế nào đó, nó đem đến cho mình một cái sự
yên bình thảnh thơi mà sống trọn vẹn với chánh niệm từng phút từng giây, cái đó không ai dạy được. Nó là một bí mật trong nghề, các vị tự khám phá thôi. Cái thứ ba chúng ta đi vào đó là trôi vào biển cả giải thoát. Ngài Lâm Tế ngài có hai câu rất là hay. Hai câu là tùy duyên tiêu cửu nghiệp, tức là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, nhậm giận trước y sim, thông dong mặc áo sim. Giống như câu này mình hay dẫn đó, quý vị thuộc lòng mất rồi. Thế nào là tùy duyên tiêu cửu nghiệp? Ví dụ thế này là tùy duyên tiêu cửu nghiệp này. Và hình hài này là cái nghiệp của quá khứ mà nó tạo thành. Ta không thể bắt mình giống với ai cả. Sức khỏe của mình như thế này là do vì quá khứ xa, quá khứ gần. Quá khứ xa có nghĩa là cái kiếp nào đó mình nó gây cái nhân lành hoặc nhân không lành, cho nên kiếp này hình hài mình nó bệnh hoạn hoặc nó khỏe mạnh. Quá khứ gần đó là cái thở thiếu thời, cái công phu chăm sóc bản thân của mình rất là vụng về, cho nên cái lúc này tuổi chưa già mà nó tật bệnh nó đến. Đó là cái nghiệp cũ, phải không ạ? Tùy duyên để tiêu nghiệp cũ là gì? Mình chấp nhận nó, chấp nhận cái điều kiện hình hài của mình, sức khỏe nó không tốt lành này, và không than phiền gì cả. Làm thế nào? Nếu khỏe mạnh thì tỏ thiền, nếu không khỏe mạnh thì thiền hành, nếu không khỏe mạnh nữa thì thiền nằm. Nghĩa là anh làm thế nào anh vận dụng được tất cả những cái hoàn cảnh và cái điều kiện của cơ thể cho phép anh tu, thì đó là người thông minh. Và như vậy thì ngay cái lúc anh chấp nhận cái hình hài anh như bản thân nó thì hạnh phúc nó bắt đầu có mặt. Còn nếu anh hình hài như thế này mà anh mơ ước cái hình hài khỏe mạnh hơn, đẹp đẽ hơn, thì tự nhiên tâm thức anh nó mâu thuẫn, nó phân hóa và nó bất hạnh rồi. Cho nên tùy duyên tiêu cửu nghiệp là chấp nhận ngay đời sống chính mình và khéo vận dụng cái điều kiện mình đang có, điều kiện đang trong tầm tay của mình mà thực tập, thì người đó làm cho cái nghiệp cũ mình nó rơi, nó nhẹ và tiến đạo được. Tôi không nhớ trong thiền sử gì, ông được một vị quan tri phủ mời về chủ trì một cái tu viện rất là lớn. Ngày đầu tiên đến nhận chức trụ trì và thăng tòa thuyết pháp, mới vừa lên pháp tòa nói chưa được dăm ba câu, tự nhiên trúng gió, cái nó bại liệt nửa người, là đâu có làm ăn gì được. Xuống rồi nằm già như vậy mà mất 13 năm. Cái cân bệnh nó hành hạ ông mất 13 năm. Cũng may phước là trong đời ông có cái phước lành, cho nên có thị giả thương chăm sóc rất là kỹ. Và tới năm cuối cùng của cuộc đời, ông kêu thị giả nói: ông tắm rửa sạch sẽ cho ta, đỡ ta ngồi dậy, mặc áo cho ta, tựa lưng vào ghế. Rồi ông mới vân tập đại chúng lại. Ông nói: tôi là người tu hành ít đức, cho nên mới vừa làm quá chủ một phương, thì cái ác bệnh nó đã làm cho thân hình bại liệt, mất mười mấy năm nằm dài như thế này. Nhưng mà có một điều rất là mừng, đó là nhờ cái căn bệnh này tôi phải nằm yên một chỗ, cho nên tôi mới có cơ hội làm xong cái việc lớn của chính mình. Và xin nhắn nhủ với đại chúng là có những cái duyên bệnh nó đến với hình hài, nhưng mà nó không trở ngại chuyện tu. Có khi ta phải cảm ơn những cái cơn bệnh ngặt nghèo đó đến với ta, để ta có điều kiện hồi phục, dừng lại để tu tập. Cái bằng chứng rõ ràng là tự thân tôi. Nhờ cái cơn bệnh hiểm nghèo bất động mười mấy năm như thế này mà tôi mới làm xong công việc của chính cuộc đời tôi, tức là tự sinh tự tại. Hôm nay ngày cuối, tôi xin đốt hương tạ ơn Tam Bảo và tạ ơn đại chúng. Và thế là ông nhắm mắt, ông thở cái khì, ông đi luôn, khỏe luôn.
Thưa, trở lại đời sống của chúng ta. Nếu mà mình gặp cái trường hợp khó khăn như cái vị đó, chắc là mình quán trời trách người, mình không thể vũ công được. Nhưng mà người xưa họ thông minh hơn mình ở chỗ là họ biết vận dụng mọi cái điều kiện của họ tự có. Họ lèo lái cuộc đời họ để họ trôi vào biển giải thoát. Khỏe mạnh tu đã tốt, mà không khỏe mạnh bệnh thì tu cũng tốt vậy. Và nếu mà mình không có dụng công được trong lúc bình thường hình hài mình đang có một cái điều kiện tốt lành như thế này, thì chắc chắn là lúc các vị ngã bệnh thì các vị không có khả năng dụng công được. Ví dụ như bình thường thần kinh mình còn tốt, cơ thể mình còn khỏe, mà mình sống với cái năng lượng chánh niệm một nhớ mà chín quên, thế thì khi các vị cấp cứu thì các vị mới thấy là lực tu của mình nó không có. Lúc bấy giờ cái đau, cái bệnh, cái lo lắng bất an nó tràn để nó xâm chiếm ta. Ta không có cái năng lực để an trú tâm trong cái chánh niệm tỉnh giác được. Cho nên thân tâm này còn thở vào thở ra mạnh, trí tuệ này còn chút minh mẫn, thì mình phải tận dụng cái điều kiện đang có mặt tốt lành đây để dụng công. Bằng không thì thưa mình sẽ không có cơ hội. Đó là tôi chia sẻ về tùy duyên tiêu cửu nghiệp là vậy. Và các vị lưu ý là ta hãy lợi dụng cái điều kiện mình đang có. Ta đang có bất cứ cái gì trong tầm tay, ta hãy nghĩ đó là điều kiện tốt nhất để ta tu thôi. Đừng đòi hỏi hơn nữa. Cái điều thứ nữa, thông dong mặc áo xiêm là thế này. Thưa, nếu mà mình nắm được pháp môn thực tập thì đời sống của mình đi tới đi lui, ăn uống nói cười, bất cứ lúc nào mình cũng an trú được trong cái niệm tỉnh giác cả. Mình nhận được con đường vào đạo thì mình làm thế nào cái sự tu của mình nó càng ngày càng thảnh thơi, không cần phải tiêu tốn năng lượng nhiều trong cái cách biểu hiện ra bên ngoài. Thế mà tâm anh luôn an trú trong đạo thì gọi đó là thông dong mặc áo xiêm. Ví dụ thế này, có hai tầng. Tầng thứ nhất là mình nhận ra được đạo, có niềm tin. Tầng thứ hai là sống được với đạo. Thế nào là nhận ra được đạo, có niềm tin? Có câu chuyện thiền, có ngài Hiểu Thông. Một hôm có một thiền khách tới, hỏi thưa thầy, thế nào là ý tổ sư từ Tây Trúc sang? Ông nói, ông qua đứng bên này. Cái ông Tăng đi qua bên này đứng. Ngài hỏi chứ hiểu không? Chị Tăng nói dạ không. Ngài nói một bài kệ. Ngài nói là ông hỏi ý Tây Lai, ta bảo qua bên đây đứng. Đêm qua trời chuyển mưa, ánh chớp lè rực sáng, điện quang chạy rất nhanh, khác hơn cầm thú chạy. Tức là ông hỏi ý tổ sư, ta biểu ông qua bên này đứng, thì cái điều ta truyền đạt ý tổ sư đó nó nhanh, nếu mà khéo nhận á, thì nhận được, còn bằng không á, thì không thể nào nhận ra được. Cái ánh chớp nó lè lên cái, nắm không được thì tức khắc nó tắt liền. Cái bén nhạy, cái nhanh của tia chớp, nó không phải là cái nhanh của loại thú bốn chân hay là tám chân hay mười chân chạy nhanh được. Nó nhanh vô cùng, phải bắt gặp liền tức khắc thì quả mai mới sống được với đạo. Thưa, cái điều này có dễ nhận không ạ? Tôi trở lại đi, các vị thấy nếu mà chúng ta nhận được đạo thì thông dong mặc áo xiêm. Ví dụ như mình đều biết hình hài này không phải là ta, vui buồn này không phải là ta, nghĩ suy này cũng không phải là mình. Tại vì tất cả những cái ấy đều sinh diệt và vô thường cả. Nhưng mà trong cái sinh diệt vô thường của hình hài, của vui buồn, của suy nghĩ này, nó có một cái nhận biết. Cái năng lượng nhận biết luôn có mặt tỉnh sáng rõ ràng ngay đây và giờ phút này. Thì cái đó nó không sinh, không diệt, nó không sắc, không màu, không nhỏ, không lớn gì cả. Cái này nếu mình có niềm tin tức khắc thì ngay lúc đó mình sống được với cái nhận biết. Thì mặc tình anh đi tới đi lui, anh uống, anh ăn, anh nói, anh cười, và bất cứ lúc nào anh cũng sống được
ở trong cái sự nhận biết mà không đánh mất đó, thì gọi là người an trú được trong chánh niệm, an trú được trong cái biển giác, biển tâm của chính anh. Có dễ hiểu không mà sao tôi thấy quý vị ngẩn ra. Ví dụ thế này, thiền sư hay ví dụ là có một ông thiền sinh tới hỏi vị thiền sư: thưa thầy, thế nào là Phật tánh? Vị thầy nói: ngươi tên là Huệ Văn. Ví dụ như tôi tới hỏi sư ông: thưa sư ông dạy cho con thế nào là Phật tánh của con, thế nào là ý chỉ màu nhiệm nhất của Tổ Đạt Ma truyền đạt? Thì sư ông nói: thầy là phước tịnh. Nói nhiêu đó thôi. Là nói cái gì? Thưa, mình có một cái khuynh hướng là chạy ra ngoài tìm cái gì ở bên ngoài, trong khi đó mình chính là mình, chính là mình. Mình không phải là hình hài này, không phải là vui buồn này, không phải cái suy nghĩ này, mà mình là cái nhận biết tất cả những cái ấy. Mình chia sẻ cái điều này rất là nhiều lần, các vị quay trở lại thì các vị thấy. Thưa, cái biết của chúng ta nó có hai loại. Cái biết mà mình phải khởi ý nghĩ, nói thì thầm, đó là cái dạng biết của sinh diệt. Còn cái biết hiện tiền, như ví dụ các vị đang nhìn một vòng này, biết không ạ? Biết chứ. Nghĩa là tôi đang nói, lệ nó dịch tiếng Anh thì các vị cũng vừa nghe hai âm thanh cùng một lúc, mà không cần phải vận dụng ý nghĩ là thầy đang nói cái gì, tôi đang nói cái gì gì cả. Tự nhiên nói thì các vị nhận biết liền. Cái nhận biết này rất là rõ ràng, trực tiếp, sáng ngời, ngay trước mặt và ở nơi đây. Thì cái biết này, thưa đại chúng, là nó không phải là cái biết của ý nghĩ suy tư gì cả. Nếu không có cái biết này thì hình hài này không sống được. Không có cái biết này thì vui buồn không có mặt. Không có cái biết rạng ngời này thì cái suy nghĩ này nó không có tựa vào đâu để khởi từng tràng cả. Và mình chỉ cần làm một việc là tỉnh một chút, mời cái năng lượng nhận biết nó liền có mặt, thì tức khắc là các vị đang thông dong mặc áo xiêm, các vị là khúc gỗ đang trôi vào biển cả giải thoát. Giảng gì vậy? Mở được con mắt pháp, hay là người xưa gọi là chứng được quả dự lưu, rất là giản dị. Chỉ cần mình có niềm tin, mình không phải là thân, mình không phải là vui buồn, mình không phải là sự suy nghĩ, mình là cái sự nhận biết vô ngôn. Thế thì ta đang làm một công việc là thả trôi đời mình vào biển pháp. Có một cái ví dụ khác dễ nhận. Ví dụ như tôi nói hãy im lặng, hãy im lặng, nói vừa xong là tôi dừng một đoạn im lặng, là tôi nói tiếp tiếng hãy im lặng. Thế thì đầu này là tiếng hãy im lặng ra lệnh, đầu này là tiếng hãy im lặng của sự ra lệnh bằng miệng, mà ở giữa thì nó có một khoảng trống của sự im lặng, phải không? Đó là mình nói bên ngoài để ví dụ cho các vị hiểu. Tôi quay lại bên trong, tôi ra lệnh cho bên trong tâm thức nó không được nói thầm, dừng cái nói thầm. Cái tôi ngưng một giây hoặc năm giây, tôi nói dừng cái nói thầm. Thế thì hai đầu có nói thầm không? Có cái tiếng nói thầm ở trong đây chứ, nhưng mà khoảng giữa thì nó bật vô ngôn, vô ngôn, vô niệm, không có tiếng nói thì thầm gì cả. Cái khoảng trống ấy mình có quyền kéo nó rất là dài ra. Khi có tiếng nói thì thầm, dù là hãy nín, nhưng mà vẫn còn đang nói. Tôi ra lệnh tôi hãy nín, nhưng mà rõ ràng là còn có ngôn ngữ, còn đang nói chứ. Khi nào nín hoàn toàn, đó là trong này không có ngôn ngữ gì cả. Mà khi cái trạng thái không có ngôn ngữ, tiếng nói thì thầm trong này nó vắng bặt. Ta gọi đó là giây phút của vô ngôn. Vô ngôn có nghĩa là vô niệm luôn. Nhưng mà mình phân biệt trong cái trạng thái vô niệm ấy, nó có lúc là mình tỉnh xóa, nhưng mà có lúc thì cái vô niệm này nó mờ do vì tâm thức nó vô ký, phải không? Hai trạng thái này mình phân biệt được, tức là mình loại trừ cái trạng thái của sự vô ký, còn cái trạng thái của tỉnh táo nhận biết mà không có ngôn ngữ nói thì thầm là trạng thái của
tâm Phật bản nhiên hiển lộ, và ta chỉ cần làm một việc là sống được với trạng thái vô niệm như vậy, thì cuộc đời mình nó cứ trôi dần vào biển cả giải thoát. Không có cần dụng công, không có tốn một chút công phu gì cả. Chỉ cần mình làm một việc là mời gọi cái năng lượng vô niệm có mặt liên tục và làm cho giây phút vô niệm nó lắng dài ra. Đầu này không có ngôn ngữ, đầu kia không ngôn ngữ, nó kéo dài thế này được. Tức là mình sống miên viễn trong trạng thái vô niệm. Người xưa gọi là nhất niệm thiên thu, tức là một niệm vô niệm ấy nó kéo dài luôn các ngàn năm. Anh cũng ở, cũng an trú trong trạng thái vô niệm như vậy, gọi là người thông dong mặc áo xiêm và trôi dần vào biển cả giải thoát, không có bị bất cứ một cái gì ngăn trở. Và ngay nơi đây cuộc đời anh dám ngang nhiên tuyên bố là tử sinh chấm dứt, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Tôi nghĩ chuyện tu nó giản dị như thế. Vô ký tức là tâm thức mình nó mờ mờ, cái dạng nó như sắp buồn ngủ rồi đó. Vô ký nó không có sự nhận biết, nó sắp sửa chìm vào trạng thái hôn trầm. Còn đang hiện tại đây mình đang rõ ràng nhận biết, thì cái đó là cái trạng thái của vô niệm tỉnh sáng, chánh niệm tỉnh giác. Có nghĩa là mình luôn an trú trong cái trạng thái rõ ràng nhận biết tỉnh sáng mà không có tiếng nói thì thầm. Mình nhận biết mà có tiếng nói thì thầm một trạng dài là sự nhận biết có vọng thức. Nhận biết mà không cần tiếng nói gì cả gọi là nhận biết của trực giác, của giác tánh hiển lộ. Thế thì mình chỉ cần làm mỗi việc là mời gọi cái năng lượng nhận biết mà không có tiếng nói, tức khắc là ta đang an trụ trong tâm Phật bản nhiên. Thưa, cái chuyện này các vị có một chút thiết tham tu thì các vị cảm nhận được. Tự mình làm thử nghiệm với chính mình, mình thử nhìn coi, có lúc mình nói thì thầm nguyên thiên cả ngày, rồi có lúc mình ngồi đây mình cũng làm bộ đọc sách nhưng mà thần trí mình đi chơi, mình đâu có nhìn thấy gì đâu. Và lúc đó là trạng thái vô ký. Còn mình ngồi hoặc đứng hoặc đi hoặc tọa thiền hoặc ăn cơm mà cái sự nhận biết của mình nó tỉnh sáng rạng ngời, thì lúc đó chánh niệm mình đang rất là hùng hậu. Có một vị đạo sư Ấn Độ, ông khá là nổi tiếng. Ông có một bà thị giả, cái truyền thống của Hindu chứ không phải của Đạo Phật. Cô thị giả cũng là bà vợ của ông nữa. Hai người dẫn nhau vô rừng ẩn cư đi tu. Một hôm, ông kêu bà là ta muốn ăn cái món củ cải nấu cà ri. Bà phải đi mua củ cải nấu cà ri. Thì ở giữa rừng rất là cực, cho nên bà chạy ra và tìm món củ cải và nấu cà ri. Và cái điều kỳ lạ là thường thường thức ăn dọn lên, cái gì cũng ăn cái nấy. Ông là một bậc thầy lớn, ông chưa hề đòi ăn cái gì. Và tự nhiên một hôm ông đòi ăn củ cải nấu cà ri. Bà đi mua về và nấu nồi cà ri rất là ngon, bưng lên thì bây giờ ông đang chìm vô cái cơn đại định. Và thế rồi 12 năm trôi qua, ông ngồi bất động như vậy 12 năm. Thì bà cũng làm hết sức mình, phải làm mọi việc. Và qua 12 năm rồi ông mở bừng mắt dậy, tức là ra khỏi cơn định rồi. Thì cái lời đầu tiên ông nói là cà ri của ta đâu. Bà vợ thay vì ngày xưa bà là một cô hầu, cô thị giả hầu một mực tôn kính, thì bây giờ bà không phải là người hầu nữa. Bà hét trước mặt ông, bà nói ông không phải là một bậc thầy xứng đáng. 12 năm nay ông để cho lòng ông lãng du chơi thôi, thay vì đi chơi bằng hình hài thì ông đi chơi bằng tư tưởng. Ông chưa hề là người vào được cấn định. 12 năm đi qua, cà ri làm gì còn nữa đâu mà đòi. Thế mà vừa mở mắt là đòi cái cà ri nấu củ cải. Thế thì rõ ràng là 12 năm nay ông vân du bằng ý tưởng mà thôi. Người thực sự đi vào cấn định là phải làm thế nào? Siêu việt luôn cả thiện và ác, cả phải và quấy.
an trú tâm được trong cái trạng thái rạng ngời, tỉnh sáng, rõ ràng. Cái năng lượng nhận biết phải luôn có mặt mới là người đang ở trong định. Còn như ông là người phiêu du tư tưởng chứ chưa phải là người vào trong định. Cái ông nghe ông bất thần tỉnh ngộ liền. Và thông thường mình ngồi tu có chừng mình lạc vào trạng thái đó, hoặc là mình nhắm mắt, hoặc là mình mở mắt, thân hình thì ngồi bất động tại chỗ và thần trí mình thì đang đi chơi. Các vị có khi nào gặp tình trạng như không? Đi đâu đó, đi xuống phố, đi về Việt Nam, đi thăm bạn bè, và cái con đường định của Phật, cái con đường thực tập của đạo Phật nó giản dị hơn nhiều. Nó không phải như vậy. Nó không cần phải ngồi bất động 12 năm. Cái con đường thực tập giáo lý theo chánh pháp của Phật đó là làm thế nào anh ngồi cũng được, anh đứng cũng được, anh đi cũng được, anh làm thế nào mời được cái sự nhận biết tỉnh sáng luôn có mặt, luôn an trú trong trạng thái vô niệm, nhận biết mọi thứ. Nhưng mà trong này nó không có khởi tiếng nói thì thầm, thì đang an trú ở trong cái tự tánh định. Ví dụ như hiện tại ai cấm mình đang an trú trong tự tánh định? Cái sự nhận biết rạng ngời tỉnh sáng, mọi cái hình ảnh trước mắt mình nhận biết rõ ràng mà không có khởi cái tiếng nói thì thầm. Mình cũng không đang chìm trong cái trạng thái mờ mờ quên quên vô ký. Tức là loại trừ hai cái trạng thái nhị biên kia thì anh đang an trú sừng sững trong cái trạng thái của nhận biết tỉnh sáng, vì lúc đó anh đang ở trong định. Đó là con đường của chánh pháp, con đường của các bậc hiền thánh nó đi chỉ một con đường đó mà thôi. Và mình thả trôi vào biển pháp chỉ duy nhất bằng cái cách đó. Và cái điều cuối cùng nữa là thưa đại chúng, là mình làm thế nào phải thực tập được trong đời sống. Trôi vào biển cả giải thoát là mình phải thể hiện nó trong đời sống thực tập của mình. Ví dụ như thực tập cạn, mình muốn cái đời sống của mình nó an ổn, nó không có bị trở ngại. Tức là trong cái đời sống cộng đồng mình sống rất là hài hòa, đi theo cái dòng chảy của đời sống cộng đồng, thì cái cách thực tập đó nó không có gây những cái phản ứng, nó không có làm cho cái đời sống mình bị chống trái gì cả. Cái sự thông minh nhất của chúng ta là làm thế nào mình sống như mọi người mà mình có cái con đường thực tập rất là riêng của mình. Tôi vừa chia sẻ là người thông minh không phải là người biểu lộ sự thông minh của mình, mà người thông minh là người biết giấu thông minh của mình, phải là người thông minh. Thì cái đời sống của mình trong cộng đồng thực tập cũng vậy. Mình thả trôi mình trong cái đời sống của cộng đồng rất là chung, nhưng mà mình biết lợi dụng mọi cái điều kiện, mọi cái thì giờ để mình thực tập. Cái đó mới thông minh. Cái thực tập sâu hơn nữa là thế này. Điều thứ nhất là mình nhận ra được pháp, tức là nhận ra được và có niềm tin vững chắc với cái năng lượng chánh niệm tự hữu. Hay nói theo ngôn ngữ nhà thiền, tức là anh có cái tự thể tâm không sinh bất diệt của mình, và anh có niềm tin vững chắc với nó. Thì cái điều căn bản đầu tiên là nhận rõ tin sâu và sống liên tục và miên mật. Đó là cái con đường mình trôi vào biển cả giải thoát. Và cuối cùng thưa đại chúng, là mỗi tôn giáo họ có những cái biểu dụ về cái con đường niết bàn khác nhau. Ví dụ như Ấn Độ giáo thì cái con đường niết bàn của họ là thể nhập vào đại ngã. Kitô giáo thì có con đường là thể nhập hoặc là đi vào nước Chúa vĩnh hằng. Còn cái con đường của đạo Phật tức là ta trôi vào biển cả pháp thân. Mình đừng tưởng biển cả pháp thân là của Đức Phật, không phải. Thưa đại chúng, là nếu các vị nhìn lại hình hài mình thì các vị thấy một điều là tự bên trong này. Gọi bên trong có khi nó cũng không có đúng nữa, tại vì nó không có tập ở ngoài. Tự ta có cái tự thể tâm không sinh không diệt, và mình tu thành đạt được đạo, hay là chứng được niết bàn, hay chứng được Phật quả, không có cái gì nghiêm trọng cả. Mà đó là cái việc trở về
sống được với cái tự thể vô niệm của chính anh. Ta không phải là hình hài, ta không phải là vui buồn, ta không phải là những sự suy nghĩ, ta là cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng vô niệm. Cái này nó làm nền tảng cho sự sống của ta, nổi trôi qua nhiều kiếp luân hồi, nhưng mà cái tự thể vô niệm này chưa hề bị ô uế. Ví dụ như các vị khởi phiền não lên trằn trọc thì các vị thấy lòng mình trùng xuống, nhưng mà các vị chỉ cần làm một việc là nhận diện đây là phiền não của tôi, mà tôi là năng lượng nhận biết nó, tôi không phải là phiền não, thì tức khắc là tất cả những cái u ám của tâm thức bị loại trừ ngay. Dù cho nhà mình có tối 1000 năm nhưng mà ánh đèn vừa bật công tắc thì đèn tức sáng liền. Cũng vậy, dù cho phiền não nó dìm mình đến đâu đi nữa, nhưng mình chỉ cần làm một việc là nhận biết đây là phiền não, thì các vị là năng lượng nhận biết phiền não, chứ các vị không phải là cái đối tượng bị nhận biết. Tức khắc là mình loại trừ được phiền não. Thì cái con đường của Đạo Phật cũng như vậy. Thưa, cái việc trở về biển pháp tánh theo cái văn học kinh thì nói là phải trôi dần dần, trôi rất là xa, nhưng mà có con đường rất là ngắn của thiền tông bài chúng ta, đó là các vị chỉ cần quay lại nhận biết các vị chính là cái tự thể vô niệm, vô sinh bất diệt, và sống được cái nó thì tức khắc là cắt được con đường tử sinh mênh mang trong ba cõi, và lập tức ở ngay trong biển pháp thân, chứ không phải trôi gì cả. Không biết tôi chia sẻ gì nó đủ dễ hiểu hay không, tôi không tin cái khả năng mình lắm, làm hết sức mình nhưng mà vẫn chưa làm được cái gì cả, và nhờ vậy cho nên còn có dịp nói nữa. Có những cái dòng sông mà các vị để ý, người ta vượt thiền đó, cái mực nước ở trên nguồn rất là cao, mực nước ở phía dưới nguồn rất là thấp, cho nên cái sức nước nó chảy rất là khủng khiếp. Và ở trên cái dòng sông á thì đá nổi, đá ngầm là một, rồi gờn thác là hai. Và mình thử tưởng tượng là có một người thả thuyền từ ở trên thượng nguồn của dòng sông mà lèo lái con thuyền để nó đừng có va chạm những cái viên đá ngầm, và nó cắm xuống những cái vùng thác mà nó không có vỡ thuyền, và lái dần dần nó trôi vào biển cả. Các vị thử nghĩ là con đường đó nó cay cực đến độ nào. Thì ta hãy hình dung đời tu ta cũng thế. Trên cái lý á, thì cái điều trình bày của nhà thiền là nhận ra được đạo thì sống được cái nó là ở trong biển cả giải thoát. Nhưng mà cái tiến trình để lái con thiền mình ra biển, thưa các vị, nó qua ngàn vạn cái khó khăn và cái thách thức của sự chết, giống như là người ta thả thuyền từ thượng nguồn để ra biển vậy đó. Mình bị vô vàn cái điều cám dỗ nó mời gọi. Cho nên người mà muốn lái được cái con thuyền đạo của mình ra tới biển cả giải thoát, nó đòi điều thứ nhất là nguyện lực rất là vững mạnh, phải phát nguyện lâu lâu, phải phát nguyện trước Tam Bảo. Xin Đức Thế Tôn và năng lượng của thập phương Tam Bảo từ bi gia hộ cho con. Con nguyện là đời đời kiếp kiếp con phải sinh ra trong Phật pháp và tu hành thôi. Và một lời nguyện mình gieo vào tâm thức thì đời đời kiếp kiếp không quên. Đó là điều thứ nhất, là phát đại nguyện. Cái thứ hai là để được cái thuận duyên để tu, mình phải làm tất cả những việc lành. Ở đời người ta nói hay không bằng hên. Có những người họ không hay gì, nhưng mà cái phước của họ rất là lớn, cho nên nó vượt qua hết tất cả những khó khăn, cuối cùng họ thành công. Người tu chúng ta cũng thế, chỉ có cái phước của mình nó mới che chở cuộc đời tu mình thôi, làm cho mình cuộc đời mình nó có nổi chìm lắm rồi nó cũng đi thẳng vào con đường đạo. Bằng không thì bị người ta lừa mất. Có khi có những đạo tràng tu vài ba chục, vài ba trăm, nhưng mà bị diều tha quả bắt cho tới lúc già còn có mấy móng à. Điều này nó đã có mặt trải dài trong cái truyền thống của Đạo Phật. Cho nên cái phước nuôi dưỡng mình rất là quan trọng. Ta hãy khéo,
Và cái phước này nó có mặt trong cái cuộc đời thực tập của chúng ta. Mình mở lòng thương yêu, mình hy sinh, mình vì người, từng chút công đức lành nó tụ lại, nó nâng đỡ cuộc đời tu mình, làm cho mình, làm cho mình trôi vào biển cả được. Bằng không thì mình vướng rất là nhiều cạm bẫy. Đó là điều mà các vị nên củng cố cho tự thân. Một là phải phát đại nguyện, hai là phải tu tập các công đức lành, và hai cái này nó yểm trợ thì cuộc đời tu ta mới có thể đi thẳng một lèo tới biển cả được. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.